Vâng, như vậy chúng tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của kênh truyền thông bóng đá phố miền Tây. Hiện tại thì chúng ta vẫn đang có mặt tại trung tâm thể dục thể thao khu vực Gia Phú, quận Bình Tân. Hiện tại thì các bạn đang theo dõi trận đấu giao hữu giữa các đội Sân Băng chi nhánh Bình Phú và đội bóng đến từ phòng vé máy bay Sao Mai. Những phút đầu tiên khá giằng co của cả hai đội. Như vậy thì bóng đi vào lưới, có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng. Cơ hội nữa, xin chung lên thì tỷ số là 2-0, vẫn còn. Pha đấm bóng ngang còn, tình huống lao vào của cầu thủ áo số 15. Theo dõi lại tình huống ghi bàn của các thủ bên phía đội bóng áo vàng. Một tình huống phất bóng từ sân nhà. Thủ thành bên phía đội bóng chi nhánh Bình Phú của Sân Băng đã lao ra. Bàn trống, dứt điểm. Khu vực bóng khá nguy hiểm. Thêm tình huống huống treo bóng. Cú đánh đầu rất nguy hiểm, như vậy thì đã có bàn thắng gỡ hòa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Cú đánh đầu sau pha treo bóng từ quả phạt góc của Khá Bảo đã mang lại bàn thắng gỡ hòa dành cho các cầu thủ Sân Băng chi nhánh Bình Phú sang bằng tỷ số 1-1. Chúng ta cùng xem lại tình huống tấn công này. Cú đánh đầu khá hiểm hóc, thủ môn bên phía đội bóng phòng vé Sao Mai mặc dù đã chạm được vào bóng nhưng anh không đẩy được hoàn toàn pha dứt điểm vừa rồi. Tình huống tấn công dành cho các thủ phòng vé Sao Mai. Mở bóng dài, không có gì khó khăn, nguy hiểm. Một pha bắt bóng không chính của thủ thành bên phía đội bóng chi nhánh. Trước đó thì anh đã có một pha dứt điểm cực kỳ nguy hiểm. Không phải, như vậy thì người đã là vị trí của số 18 và xin chúc nữa đã có bàn thắng tiếp theo dành cho các thủ bên phía Sân Băng Bình Phú. May mắn hơn một chút nữa thì có lẽ họ đã có được bàn thắng thứ hai. Cơ hội lại trở về với các thủ áo xanh, một đường chuyền ngay nữa, cơ hội dành cho số 17. Rất tiếc là pha kết thúc của Hải Đề Quỳ lại đi ra ngoài. Và bây giờ thì bóng trở lại với quyền kiểm soát của các thủ áo vàng. Đường chuyền tốt, khoảng trống dành cho các thủ phòng vé Sao Mai rất hợp lý, cắt ngang. Cột 2, rất tiếc là không đến được với vị trí của cầu thủ bên phía đội bóng phòng vé Sao Mai ở vị trí cột 2. Và cầm bóng được của Thần Trường Nhân. Rất xéo léo, những pha xây sở hay, dứt điểm không vào, bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành đối phương. Và sẽ chấm tốt. Cơ hội tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía phòng vé Sao Mai, đường chuyền của Quang Trường. Nguy hiểm như vậy thì lại có bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Tỷ số đã được nâng lên 2-1. Những tình huống phán đoán thiếu chính xác và quyết đoán của thủ thành bên phía đội bóng Sân Băng Bình Phú. Chúng ta cùng xem lại tình huống ghi bàn vừa rồi đến từ vị trí của Quang Trường. Cầu thủ mang số 3 đã vô tình có được một bàn thắng từ một pha phán đoán không tốt của thủ thành đối phương. Vẫn là những pha bóng áp sát không được. Tình huống dứt điểm chưa thành công của các thủ bên phía đội bóng áo vàng. Nỗ lực lên bóng tiếp theo. Đường chuyền, cơ hội Trường Nhân dứt điểm không được, bóng đã đi chân khung thành trong cú ra chân vừa rồi của cầu thủ áo số 5. Thêm những nỗ lực lên bóng dành cho các thủ bên phía đội bóng áo vàng. Cơ hội dứt điểm, tỷ số đã được nâng lên 3-1 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng phòng vé Sao Mai. Một pha bằng xuống rất chống chạy của số 15. Ta cùng theo dõi lại tình huống ghi bàn vừa rồi để nâng tỷ số lên 3-1 dành cho các cầu thủ bên phía phòng vé Sao Mai. Một đường chuyền về bất cẩn của các cầu thủ phòng ngự bên phía Sân Băng Bình Phú và họ đã phải trả giá với lần thủng lưới thứ 3. Đó là nỗ lực đến từ vị trí của số 15, Văn Quang. Đường chuyền của Văn Quang. Pha khống chế tốt, khoảng trống dành cho các chân sông xanh, dứt điểm như vậy thì đã có bàn thắng súng ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ Sân Băng Bình Phú. Một pha khống chế và kết thúc tuyệt vời. Nỗ lực chuyền bóng của Văn Quang vào bên trong và Trường Nhân đã tận dụng rất tốt cơ hội này để thu hẹp cách biệt dành cho các thủ áo xanh. Khoảng cách được rút ngắn và họ vẫn còn rất nhiều những cơ hội. Thời gian của trận đấu vẫn còn rất dài. Chúng ta xem lại pha ghi bàn đến từ cú đá hết sức đẹp mắt của Trường Nhân. Cú vuốt bóng tiếp theo bằng chân phải đã đánh bại hoàn toàn hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo vàng. Thêm một cơ hội nữa, Văn Quang được căng ngang. Không có một cầu thủ nào bên phía đội bóng Sân Băng Bình Phú tiếp cận trong pha bóng vừa rồi. Đường xử lý bóng hay, đường chuyền ra, khoảng trống không được, pha dứt điểm lại quá thiếu cảm giác đến từ vị trí của số 7. Pha cản lưới tốt và cơ hội tiếp theo dành cho các thủ phòng vé Sao Mai. Chưa vượt qua được các thủ phòng vé Sao Mai. Tiếp tục con đường lên bóng dành cho đội bóng vàng, sức chống chạy cơ hội. Pha xoay người kết thúc, cú tỉa bóng không vào. Quá đáng tiếc. Rất quyết liệt, bóng trở về với mình nhí, một cơ hội nữa dành cho số 7. Rất hợp lý. Nam Savi được chọc kè rất hay dành cho số 7 nhưng anh lại khống chế không tốt. Vẫn là những nỗ lực lên bóng dành cho các thủ xanh. Một cơ hội nữa. Và dứt điểm vẫn chưa nguy hiểm. Không được. Trong hiệp 1 thì số 18 cũng đã tạo ra bất ngờ thêm cú đá thẳng. Như vậy thì có bàn thắng gỡ hòa 3 đều dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh.
Như chúng tôi đã nói thì những pha bóng cố định luôn là điểm mạnh của đội bóng IC Bank Bình Phú, và vừa rồi các cầu thủ bên phía đội bóng này lại tiếp tục một lần nữa thể hiện được sức mạnh của mình. Pha dứt điểm đến từ vị trí của Bảo Paradi và nó đã mang về bàn thắng sang bằng cách việc dành cho các cầu thủ bên phía IC Bank Bình Phú. Họ lại tận dụng thành công cơ hội của mình. Pha trận chấp rất quyết liệt của cầu thủ Mao số 10, một vị trí của lão tướng bên phía đội bóng IC Bank Bình Phú, và cơ hội trở lại với các thủ phòng vé sao mai. Đây là Văn Lâm và căng ngang của số 69 đã đi hơi đơn giản. Thêm một cú treo bóng thẳng về phía khung thành, pha đánh đầu rất nguy hiểm, bóng vừa rồi chạm vào xà ngang khung thành. Vẫn là số 8. Pha qua người, cơ hội nữa dành cho các thủ IC Bank Bình Phú. Pha căng ngang không được rồi, đã không có điểm chạm cho tình huống băng cắt vừa rồi của Phú Hội. Thêm đường bóng rất nguy hiểm, thêm đường lên bóng nữa, Thành Quốc. Đường truyền dành cho Thành Quốc, tiếp tục là số 8 cầm bóng, dứt điểm, cú đá lại đi trên khung thành. Tiếp tục một cơ hội nữa, pha bóng lộn xộn và đã có bàn thắng nâng tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Một tình huống lao xa không hợp lý của thủ thành bên phía đội bóng phòng vé sao mai đã khiến họ trả giá với bàn thua thứ tư. Khá đáng tiếc khi mà cả hai thủ môn đều có những tình huống ra vào thiếu hợp lý để thủng lưới, rất đáng tiếc cho đội bóng của mình. Chúng ta cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Tiếp tục là cơ hội nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Đường chuyền dài khá chính xác, tuy nhiên pha khống chế vừa rồi là hơi thiếu cảm giác, vẫn còn cơ hội tiếp tục dành cho các thủ bên phía IC Bank. Không được, cú dứt điểm là của Hùng Lukaku. Thêm đường phân bóng dài nữa của số 3. Thêm pha qua người sân cây nữa của Quang Kiên, căng ngang không được. Pha dứt điểm thẳng, cơ hội Giang La Bồi, vẫn còn. Một pha đá phạt cực kỳ nguy hiểm, suýt chút nữa thì đã có bàn thắng gỡ hòa dành cho các cầu thủ áo vàng. Thêm một pha có bóng nữa của các thủ áo vàng, đường chuyền của Nam Savi vẫn không vượt qua được hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo xanh. Phản công dành cho IC Bank Bình Phú, đây là Thành Quốc, cơ hội nữa dành cho số 8 đối mặt, dứt điểm không vào. Pha kết thúc còn quá đơn giản. Hai đội bóng đều đã tạo ra khá nhiều những pha bóng đáng chú ý trong ít phút vừa qua nhưng chưa có một pha dứt điểm chính xác nào. Thêm một cú kết thúc từ xa, bóng vẫn đi khá là bập nhưng vẫn đi xa ngoài sau pha kết thúc vừa rồi của Quang Kiên. Số 5 đã xử lý khá táo bạo trong tình huống này. Rất tiếc là không có bàn thắng. Pha chuyền bóng, một pha phối hợp giữa các thủ áo vàng và pha kết thúc cũng không đi chính xác. Như vậy thì trọng tài cũng đã nổi còi kết thúc trận giao hữu giữa các cầu thủ bên phía đội bóng IC Bank Bình Phú và đội bóng phòng vé sao mai.